rằng chuyện đôi ta sẽ vui hay buồn, ngày mai ra đơn vì đường trần hai lối mong thôi từ đây biết ra sao. Đây là dàn mini đến từ thương hiệu Aiqua. Model là Aiqua XR gạch MD 110. Dàn này lỗi CD và MD nên mình nghe nhạc qua chức năng ngồi ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính. FM của dàn tần số là 108 bắc full đài Việt Nam. Đặc biệt trên dàn này có ngọt optical dây mã chuẩn 24 bit để kết nối với Max TV qua tín hiệu quang. Mình dùng cái amply này làm đầu dây mã DAC cho chất lượng âm thanh sạch hơn, trong hơn và chất lượng hơn. Các bác có thể cọc trước 300.000 nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện, hoặc chuyển đủ em sẽ tặng cho mình cái anten để mình cắm với Samly nghe được radio AM hoặc là FM. Bát của loa là 10 cm, chiều cao của loa là 18 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 36 cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng từ 15 đến 25 m². Lưu ý giúp em, đây là hàng âm thanh nội địa Nhật chạy điện 100V, nên các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V hoặc là có nhu cầu gắn thêm Bluetooth phía trong amply thì liên hệ em sẽ nhờ thợ chuyển điện và gắn Bluetooth cho mình. Trên amply này có đèn equalizer nhảy theo điệu nhạc rất là bắt mắt. Mình có thể chỉnh được bass 3 mức, treble 3 mức và ngoài ra các bác có thể chỉnh được chế độ sụt rao tạo hiệu ứng âm thanh vòm, chỉnh được chế độ lọc âm equalizer. Tùy nhu cầu, tùy gu và bài hát mà mình chỉnh bass, treble, lọc âm hay là sụt rao để phù hợp với theo loại nhạc mà các bác đang nghe. Chất lượng âm thanh rất là nịnh tay, mình có thể nghe nhạc vàng, nhạc không lời, acoustic hoặc là nhạc remix, tất cả đều phù hợp. Đây là tổng thể mặt sau của cả bộ dàn. Nghe radio AM hoặc là FM thì mình cắm anten vào vị trí này. FM của dàn tần số là 108 bắc full đài Việt Nam. Đây là ngọn ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính. Đây là ngọn optical dùng dãy mã DAC chuẩn 24 bit kết nối với Max TV qua tín hiệu quang. Công suất của amply là 50W. Công suất loa không thấy ghi trên loa. Một bộ dàn kích thước rất là nhỏ gọn nhưng mà đầy đủ chức năng. Nghe được radio, AM, FM, full tần số, chỉnh được bass, treble, lọc âm equalizer. Có luôn optical dãy mã và ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính rất là tiện lợi để các bác nghe nhạc. Nếu mình gắn thêm Bluetooth cho bộ dàn này thì dàn này trở nên hoàn hảo, kích thước nhỏ gọn để ở đâu cũng được hết và siêu nhiều chức năng để các bác nghe nhạc. Và bây giờ em sẽ test chức năng radio cho các bác tham khảo. Gồm Xa Lộ Hà Nội, Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ, tạo sự gắn kết giữa sự kiện lịch sử với nhân vật lịch sử, chiến dịch Điện Biên Phủ với đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin chính là chức năng chương trình. Về phân tích giao thông, nếu các bác tài có những thông tin giao thông đáng chú ý ghi nhận được trước tài lái của mình, hãy tương tác với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Gạch Ngang Khu Vực Phía Nam và số hotline 02839 919191.